Em Bá Hùng Audio xin kính chào quý vị bạn. Clip này em test chiếc âm ly Luckman L507S, hàng tuyển chọn rất đẹp, có đầy đủ điều khiển, dây nguồn theo máy. Và clip lần này em ghép với cặp loa Tannoy Classic Monitor bass 40 cm thùng 4 lỗ thông hơi. Đây là cái cặp loa lắp trong thùng 4 lỗ thông hơi hay nhất trong các cái loại của loa bass khác. Loa này thì sử dụng củ chung với lại Westminster, đó là củ K3839. Củ này là củ cực kỳ chất lượng và hay của hãng Tannoy. Chiếc âm ly Luckman L507S ghép thì cho cái chất âm ngọt ngào và mềm mại. Và âm ly này thì đang có mức giá là 44 triệu cho một chiếc máy đầy đủ phụ kiện zin theo máy. Bây giờ xin mời quý vị bạn chúng ta cùng nhau thưởng thức âm thanh của chiếc âm ly và cặp loa Tannoy này. Thank you.
Phải tình bằng giá là tình đẹp hai chung.